chưa chưa em qua đi em qua đi em đứng đi qua đi em đứng không 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 hai con có lấy tiền em không phải không phải phỏng vấn rồi bây giờ rồi hỏi đi Ác Sanh à, cho điều đầu tiên cho em hỏi thăm là trong chuyến đi ngày hôm nay thì hai celeb của em thì đã đầu tư cái vấn đề về trang phục hình ảnh như thế nào ạ? Em mời chị Diễm Trang. Rất là ok. Tối nay sẽ có một cái show hoành tráng của gala. Rồi em mời chị Trúc Lâm nêu cảm nghĩ của mình ạ. Tài ơi, cho dạ. Xíu ánh sáng mà Tài ơi, thiếu ánh sáng đẹp đó Tài. Rồi quá hay. Rồi, đó đó đúng rồi. Mời Diễm Cha, mời Trúc Lâm. Rồi. Mình rất là vui ha. Khi mà tối nay mình dựng cái show rồi có 102. Chấn động đêm nay. Cái show này phải nói rằng là rất là hoành tráng. Với sự góp mặt của Diễm Cha, đạo diễn Kim Thảo. Xin chào mọi người. Và có người thay đồ quần áo là Kim Thân. Và dạ, cần sau lưng. Dạ rồi nguyên một cái dàn 200 em hết hay sao? Rồi, nguyên cái sớm bóng đó phải không anh? Không anh, nguyên một cái dàn hậu cần là về chăm sóc về hình ảnh và trang phục cho hai celeb tối nay của em là First Face và Verdes của tối hôm nay. Rồi, quá đẹp. Rồi, tiếp tục. Thật ra mọi chương trình tạm thời bây giờ tạm thời những bí mật tối nay quý vị sẽ trở lại với kênh VTV của chúng tôi. Rồi. Đó sẽ có VTV bóng phải nói cho hết. Rồi có. Thiệt giải thích. Sẽ không làm thất vọng của quý vị. Rồi. Toàn những gương mặt điện ảnh nổi lên năm 2022. Rồi. Nhìn xuống 2023. Sao nói lại. Công ty của chúng tôi thì sẽ ra mắt một cái album. Có một album rất là sáng tạo. Yeah. Mà do bên ánh sáng và bên quay phim đó là Quỳnh Trí. Dạ em này phan để quay em. Dạ em ánh sáng quay phim. Dạ cho nên là mới quay em cái. Dạ. Cho nên là chúng tôi cũng không có để quý vị chờ lâu nữa. Yeah. Một chút xíu nữa sẽ có một chương trình tạm nhẹ phỏng vấn. Yeah. Cho nên quý vị nhớ đón xem. Yeah. Xin tình cảm ơn. Chào ạ. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế là quá chuẩn rồi.